Minh Chí và Kim Hằng xin được chào mừng tất cả quý vị cùng đến với chương trình Mua Sắm qua truyền hình Ajax. Thưa quý vị, và như vậy là mùa hè đã đến rồi. Việc sở hữu một thiết bị và cũng như là một dụng cụ trong gia đình của mình để có thể làm mát không khí và giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên thoải mái hơn luôn là những điều mà chúng ta quan tâm. Ngay giờ thì chúng ta hãy cùng điểm qua là những thiết bị và cũng như là dụng cụ làm mát ngay tại gia đình của mình. Thưa quý vị, có một dụng cụ đó chính là máy lạnh, thì chúng ta vẫn thường hay có suy nghĩ đó chính là công suất rất là cao, và do vậy là trong quá trình sử dụng thì chắc chắn là lượng tiêu thụ điện năng và chi phí hàng tháng sẽ rất là cao. Và hơn thế nữa là với những người cao tuổi, trẻ con hoặc là người phụ nữ thì có một điều quan tâm, đó chính là nếu như chúng ta ở trong máy lạnh trong một khoảng thời gian quá dài thì điều này sẽ ảnh hưởng đến làn da và cũng như là hệ thống hô hấp của những cá nhân trong gia đình của mình. Như vậy là đầu tiên là máy lạnh thì chúng ta thấy là hơi bị tốn kém đúng không? Và tiếp theo khi mà thấy là những cái dụng cụ làm mát tiếp tục đó chính là cái quạt máy nè. Nhưng mà quạt máy tiết kiệm điện mà nó lại không đủ cái nhiệt độ để làm mát trong những ngày hè oi bức như thế này. Và tiếp đến đó chính là thiết bị làm mát, đó chính là những chiếc quạt hơi nước. Những chiếc quạt hơi nước này nếu mà phun ra những cái lượng hơi nước quá mạnh thì nó sẽ gây hư hao những cái thiết bị điện tử cũng như là sàn gỗ trong nhà và thậm chí ảnh hưởng cả sức khỏe của chúng ta nữa đó. Chính vì vậy mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ được giới thiệu đến tất cả quý vị một sự lựa chọn hoàn hảo, tích hợp tất cả những ưu điểm của những thiết bị và dụng cụ làm mát vừa rồi mà chúng tôi đã chia sẻ với tất cả quý vị, đó chính là quạt làm mát không khí đến từ thương hiệu Goodslide với một mức giá cực kỳ ưu đãi 2.390.000 đồng. Và trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giảm giá trực tiếp 600.000 đồng dành cho những cuộc gọi ngay về tổng đài của chúng tôi trong khung giờ phát sóng, và giá chỉ còn là 1.790.000 đồng. Và chưa dừng lại đó, tất cả quý vị khi gọi ngay về tổng đài của chúng tôi sẽ được tặng ngay những phần quà vô cùng hấp dẫn, bao gồm một bộ dụng cụ 12 món sẽ giúp cho tất cả quý vị dễ dàng thao tác, bảo trì và cũng như là sửa chữa các vật dụng ngay tại gia đình của mình. Và tiếp theo quà tặng của chúng ta là hai cục đá gel. Với hai cục đá gel này thì rất là dễ sử dụng thôi. Chúng ta chỉ cần cho vào ngăn lạnh của tủ lạnh và để từ 8 đến 10 tiếng. Sau đó lấy ra sử dụng kèm với chiếc quạt này thì chúng ta đã có được một cái không khí rất là mát cũng như là dễ chịu. Những phần quà này chỉ áp dụng dành tặng cho 100 vị khách hàng đầu tiên khi mà gọi về Ajax Shop. Vì thế quý vị hãy nhanh tay sở hữu nhé. Chúng tôi sẽ được nhắc lại là số lượng quà tặng có hạn chỉ dành cho 100 vị khách hàng may mắn đầu tiên mà thôi. Và như vậy tại sao tất cả quý vị không cùng nhanh tay nhắc máy lên và gọi ngay về số tổng đài quen thuộc của chúng tôi đang hiển thị trên màn hình 0839109898, hoặc truy cập lên website ajaxshop.net.vn để tìm hiểu các thông tin của sản phẩm, đặt hàng trực tuyến. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi và hoàn toàn miễn phí đến tận tay quý vị. Quạt làm mát không khí Goodslide, hạ nhiệt độ không khí xuống 7 độ C so với nhiệt độ bình thường, tiết kiệm điện gấp 9 lần so với các thiết bị làm lạnh khác, hoạt động êm ái, bảo hành 12 tháng, chế độ hàng giờ lên đến 7,5 giờ, chế độ gió mát giúp trẻ không bị ngạt thở, nhiều cấp độ gió cho bạn lựa chọn. Mức giá tại Ajax Shop 2.390.000 đồng, khuyến mại đặc biệt giảm giá trực tiếp 600.000 đồng, giá chỉ còn 1.790.000 đồng, khuyến mại đặc biệt tặng ngày hai hộp đá khô và một bộ dụng cụ 12 món. Mức giá ưu đãi, cơ tặng có hạn, hãy cùng sở hữu sản phẩm tuyệt vời này. Và ngay cạnh Minh Trí đây chính là chiếc quạt làm mát đến từ thương hiệu Goodslide. Như tất cả quý vị quan sát thấy rằng là với một thiết kế rất là nhỏ gọn, chiều cao của quạt ngày hôm nay có kích thước là 72 cm và chiều rộng có kích thước là 42 cm, và đặc biệt nha, chiều ngang có kích thước là 23 cm, một thiết kế rất là nhỏ gọn. Và Minh Trí xin được nhấn mạnh với tất cả quý vị là trọng lượng của quạt làm mát không khí Goodslide ngày hôm nay của chúng ta chỉ có là 5.4 kg mà thôi, và do vậy là chúng ta có thể dễ dàng cầm nhấc và cũng như là đặt để chiếc quạt của chúng ta trong mọi không gian và trong mọi hoàn cảnh, ví dụ như là với các bạn sinh viên thì phòng trọ quá nhỏ đúng không nào? Nhưng mà với chiếc quạt Goodslide ngày hôm nay thì tất cả quý vị yên tâm là không chiếm quá nhiều diện tích. Thưa quý vị, và một điểm nữa mà Minh Trí sẽ được nhấn mạnh với tất cả quý vị đó chính là phần vỏ của quạt làm mát không khí Goodslide ngày hôm nay được làm với chất liệu đó chính là nhựa ABS. Chúng ta biết rằng là với chất liệu nhựa ABS thì hoàn toàn tốt cho sức khỏe và cũng như là quá trình vệ sinh thì sẽ rất là dễ dàng, chỉ cần là dùng khăn ẩm và lau nhẹ qua là chúng ta đã có thể là vệ sinh chiếc quạt này rồi. Và như vậy chúng ta vừa đi đến là những thiết kế bên ngoài đúng không? Và bây giờ Kim Hằng rất là thích cái sản phẩm này bởi vì ở cái phần mặt trước của nó nhìn rất là gọn cũng như là nhìn nó xinh xắn đó Minh Trí. Và như quý vị quan sát thấy thì những cái khe này nó có những cái kích thước rất là đều nhau và nó rất là chuẩn. Cho nên là những cái ngón tay người lớn hoặc là những ngón tay trẻ em thì không thể nào mà cho vào những cái khe này vào. Cho nên là nó sẽ an toàn khi mà chúng ta sử dụng đúng không? Và bởi vì những cái kích thước nó vừa phải như thế này cho nên là cái lượng gió nó thoát ra ngoài nó rất là đều, không quá nhiều cũng không quá ít, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Thưa quý vị, và tiếp theo xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng quan sát phía mặt trước của quạt làm mát không khí đến từ thương hiệu Goodslide ngày hôm nay. Như tất cả quý vị quan sát thấy rằng là chúng ta sẽ có là một bảng điều khiển bằng cơ rất là dễ dàng sử dụng. Với nút ion sơ này, khi tất cả quý vị nhấp nhẹ vào thì đã có thể là kích hoạt chế độ để chính là phun ra ion âm, và điều này sẽ rất là tốt cho sức khỏe vì chúng ta biết rằng là trong môi trường hiện nay thì
không khí thường thấy rất là ô nhiễm bởi vì mùi thuốc lá nè, khí bụi trong môi trường, khí ga nữa, và đôi khi là trong gia đình của chúng ta có một vài khí như là carbon monoxide nè, hoặc là nitrogen monoxide, và điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Nhưng mà ngày hôm nay tất cả quý vị yên tâm là với quạt làm mát không khí Good Life thì với chế độ là ionizer sẽ có tác dụng đó chính là phun ra những ion, điều hòa những ion dương là những chất khí độc hại, như vậy sẽ giúp cho chúng ta có được một môi trường và một không khí rất là trong lành và mát mẻ hơn, sẽ giúp cho chúng ta có được một cuộc sống thật tuyệt vời. Wow, như vậy là Kim Hằng và Minh Trí vừa giới thiệu đến quý vị những tính năng đang nằm trên bảng điều khiển này. Và nếu như mà ở nhà chúng ta vừa coi tivi vừa điều khiển quạt thì như thế nào? Không cần phải đứng lên và tiến lại gần chiếc quạt đâu ạ, chỉ cần ngồi tại chỗ thôi và cầm chiếc điều khiển từ xa, hay còn gọi là remote này. Quý vị thân mến, với chiếc remote này thì nhìn nó nhỏ gọn như thế, nằm có thể là nằm gọn trong lòng bàn tay, nhưng mà bên trên lại tích hợp đầy đủ tất cả những phím mà nãy giờ Kim Hằng và Minh Trí vừa chia sẻ đến quý vị. Ở phía dưới của chiếc quạt của chúng ta sẽ có là bốn chân đế với những bánh xe như thế này, có khả năng xoay lên đến là 360 độ, và do vậy là tất cả quý vị có thể dễ dàng di chuyển và cũng như là xoay hướng của chiếc quạt. Bây giờ thì Minh Trí sẽ cùng làm thử nha. Chúng ta có thể là dễ dàng xoay hướng chiếc quạt rất là đơn giản đấy, có thể là xoay lên đến là 360 độ luôn. Và đặc biệt là với chiếc quạt ngày hôm nay với phần chân thì như Kim Hằng quan sát thấy rằng là chúng ta sẽ có là bộ phận đó chính là khóa các bánh xe này lại, và do vậy là chúng ta có thể là khóa một cách rất là dễ dàng và cũng như là tháo khóa cũng rất là đơn giản nữa. Quan sát ở phía mặt sau của chiếc quạt ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có thấy là lên đến là hai lớp lưới. Đầu tiên là chúng ta sẽ có là lớp ba lưới cản bên ngoài, có tác dụng là bảo vệ chiếc quạt cũng như là trẻ nhỏ không chọc khóa trong bộ phận bên trong của chiếc quạt, cũng như là trong gia đình của chúng ta lỡ như là rác hoặc là các vật dụng có lỡ như bị hút vào thì với phần cản bên ngoài thì sẽ là giúp đảm bảo tuổi thọ và cũng như là quạt của chúng ta hoạt động một cách lâu dài hơn. Và tiếp bên trong thì chúng ta sẽ cùng đến với một lớp lưới nữa, nhưng mà phía trên thì như tất cả quý vị quan sát là chúng ta sẽ có một con ốc ở đây. Và rất là tinh ý nhau, trong bộ sản phẩm ngày hôm nay khi tất cả quý vị gọi điện đến tổng đài của chúng tôi sẽ được tặng ngay đó chính là một bộ đồ nghề lên đến là 12 món, giúp cho tất cả quý vị có thể là dễ dàng thao tác. Để như tất cả quý vị quan sát thấy rằng là việc tháo ra cũng rất là đơn giản nha, chúng ta chỉ cần là bạn ốc và sau đó là có thể là tháo phần lưới này ra đấy, rất là đơn giản để chúng ta có thể là dễ dàng bị xuyên đúng không nào. Như tất cả quý vị quan sát thấy rằng là tiếp phần bên trong thì chúng ta lại có một phần lưới lọc nữa, nhưng mà bên Trí xin được nhấn mạnh với tất cả quý vị là với phần lưới lọc này được làm bằng chất liệu rất là đặc biệt, đó chính là gỗ sồi tự nhiên. Với phần gỗ sồi tự nhiên như thế này sẽ giúp cho quạt của chúng ta ngày hôm nay có tác dụng đó chính là lọc không khí, nhấn mạnh với tất cả quý vị đó chính là tính năng lọc không khí. Với phần lưới lọc bằng gỗ sồi rất là dày và chiều dày lên đến là 5 cm, và do vậy là tất cả quý vị yên tâm là khi sử dụng sản phẩm ngày hôm nay thì rất là chất lượng mà cũng như là giúp cho tất cả quý vị luôn có được một không khí trong lành. Và khi mà thấy cái phần sắp đặt của những miếng gỗ sồi này thì nó theo hình xoắn ốc và rất là đều và cũng như là khít nhau. Như vậy thì khi mà muốn lọc những cái mùi ở trong gia đình hay là những cái bụi bẩn thì rất là dễ dàng và đem đến một không khí trong lành hơn. Thưa quý vị, với chiếc xe điện nhắn mời với tất cả quý vị về cơ chế hoạt động của quạt ngày hôm nay, đó chính là khi gió sẽ hút ở phần sau và khi phần không khí trong gia đình của chúng ta khi qua phần gỗ sồi đây sẽ được lọc lại các mùi hôi của thực phẩm và cũng như là các khí độc hại trong gia đình của chúng ta. Như vậy thì khi chúng ta có được một làn gió rất là mát và trong lành nữa. Thế nhưng việc vệ sinh thì sẽ như thế nào? Tất cả quý vị yên tâm là bởi vì là chúng ta tháo ra rất là dễ dàng như thế này, việc vệ sinh cũng đơn giản hơn bao giờ hết. Sau một khoảng thời gian dài mà tất cả quý vị sử dụng thì phần gỗ sồi đã bám đầy phần bụi thì sau đó thì chúng ta chỉ cần là tháo phần gỗ sồi này ra và đặt dưới phần vòi nước chảy một cách rất là nhẹ nhàng là đã có thể là bỏ đi phần bụi và cũng như là các chất bẩn bám bên trong phần gỗ sồi, và khi đó là chúng ta sẽ có thể là có được một chiếc quạt Good Life như mới để có thể là dễ dàng sử dụng. Thưa quý vị, để có thể là sử dụng quạt làm mát không khí Good Life thì rất là đơn giản nha. Như Kim Hà quan sát thấy là phía dưới thì chúng ta sẽ có là một khay nước như thế này. Chỉ cần làm một thao tác đó chính là kéo nhẹ ra thôi. Đây, như tất cả quý vị quan sát là phần khay nước ngày hôm nay có dung tích lên đến là 7 lít, và do vậy là chúng ta có thể là cho một khoảng đường lớn nước vào bên trong phần quạt làm mát để có thể là sử dụng hàng ngày. Tất cả quý vị quan sát là chúng ta sẽ có là hai vạch, đó chính là min và max, và do vậy là trong quá trình sử dụng là chú ý nha. Chúng ta chỉ cho nước nằm mà dao động trong khoảng là trên vạch min và dưới vạch max để có thể là giúp cho quạt của chúng ta có được một độ bền nhất định. Ngay sau đây thì để có thể sử dụng thì rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần là cho phần nước và cũng như là phần đá vào bên trong quạt làm mát Good Life. Với những gia đình của chúng ta không có tủ lạnh thì rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần là cho phần đá bi này vào bên trong phần này. Chúng ta có thể là sử dụng các loại đá khác nhau, đá bi hay là đá viên đúng không? Sau đó là chúng ta sẽ cho một lượng nước vừa phải vào bên trong phần cây điện nước này. Và mình chỉ sẽ được lưu ý là tất cả quý vị một lần nữa là chúng ta nên cho nước ở nhiệt độ là giữa vạch min và dưới vạch max để có thể là giúp bạn chúng ta hoạt động mà chúng ta tốt nhất. Và một điều nữa là khi mà chúng ta lo ngại là khi mà hết nước thì không biết là cái quạt của chúng ta nó có bị cháy hay không. Thì quý vị đừng lo, là ở chiếc quạt này có chế độ là ngắt tự động. Khi mà cái phần khay đựng nước mà nó hết nước thì chiếc quạt sẽ tự chuyển qua chế độ quạt mát thông thường. Cho nên chúng ta sẽ không lo ngại cái phần mà chúng ta cứ phải thường xuyên mà canh cái phần nước có bên trong cái khay. Rất là thông minh đúng không? Với hai cục đá gel này, quý vị có thể linh động để vào tủ lạnh từ 1 cho đến 8 tiếng tùy vào cái mong muốn mà quý vị muốn sử dụng cái viên đá này lạnh trong bao nhiêu lâu. Càng để lâu trong tủ lạnh thì khi mà chúng ta sử dụng thời gian sẽ càng nhiều. Dao động là một lần sử dụng có thể làm mát chiếc quạt của chúng ta là từ 2 cho đến 5 tiếng.
và sau đó chúng ta chỉ cần bỏ vào đây. Vào. Đây, sau đó là chúng ta rất là đơn giản. À, sẽ đẩy phần khay nước vào bên trong và sau đó thì chúng ta sẽ cắm nguồn điện ngay là đã có thể là giúp cho chiếc quạt của chúng ta hoạt động rất là đơn giản và dễ dàng. Và như vậy là sau khi chúng ta đã cắm nguồn điện vào và cũng như là mọi việc đã sẵn sàng, ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng bật vào nút on off để khởi động quạt lên. Chị Hoàng cảm thấy như thế nào ạ? Chị Hoàng cảm thấy là chiếc quạt của chúng ta nó ra một cái hơi rất là mát và dịu nhẹ nè, không biết là khi bấm nút khuôn như thế nào đây. Thưa quý vị, rõ ràng là khi chúng ta thấy rằng là với nút khuôn sẽ có chế độ chính là lòng lạnh, nhưng mà chúng ta để ý nè, với chiếc quạt là mát không khí quốc lan ngày hôm nay thì sẽ không phun ra những hạt nước li ti như vậy. Và mình sẽ được nhắc lại với tất cả quý vị, đây là một trong những đặc điểm mà mạnh của sản phẩm hôm nay. Minh Trí và Kim Bằng đã cùng đặt trực tiếp phần kính lên trên bề mặt của quạt làm mát không khí Goodlight thì chúng ta thấy rằng là không có một chút xíu bọt nào cả, và điều này chứng minh được rằng là với quạt làm mát không khí Goodlight thì sẽ không tạo ra độ ẩm và cũng như là không phun trực tiếp các phần độ ẩm này ra, và điều này sẽ giúp cho là các thiết bị, trang thiết bị trong gia đình của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng khi có quá nhiều độ ẩm không trong không khí, và cũng như là về sức khỏe thì hoàn toàn yên tâm. Rồi bây giờ Kim Bằng sẽ xoay cái miếng kính lại. Và quý vị quan sát thấy là không hề có ứ động một chút hơi nước nào, cũng như là mặt kính không bị mờ. Và quý vị thân mến, ngày hôm nay thì gần chúng ta đang trong giai đoạn là mùa hè oi bức, cho nên là đem về những thiết bị làm mát làm lạnh trong gia đình là một điều rất là cần thiết. Nhưng mà ngày hôm nay sản phẩm này lại ưu việt hơn nữa, bởi vì nó không ảnh hưởng đến sức khỏe. Với mức giá cực kỳ ưu đãi 2.390.000 đồng, tất cả quý vị sẽ sở hữu ngay quạt làm mát không khí đến từ Goodlight. Và điều đặc biệt hơn nữa là khi tất cả quý vị gọi ngay về tổng đài của chúng tôi sẽ được giảm giá trực tiếp 600.000 đồng dành cho những cuộc gọi trong khung giờ phát sóng. Và như vậy giá từ 2.390.000 đồng giảm ngay 600.000 đồng và giá chỉ còn 1.790.000 đồng. Và bên cạnh đó, tất cả quý vị sẽ được nhận ngay những phần quà vô cùng hấp dẫn, bao gồm một bộ dụng cụ 12 món vô cùng tiện dụng. Và tiếp theo, quà tặng của chúng ta là hai cục đá gel. Với hai cục đá gel này thì rất là dễ sử dụng thôi. Chúng ta chỉ cần cho vào ngăn lạnh của tủ lạnh và để từ 8 đến 10 tiếng. Sau đó lấy ra sử dụng kèm với chiếc quạt này thì chúng ta đã có được một cái không khí rất là mát cũng như là dễ chịu. Những phần quà này chỉ áp dụng dành tặng cho 100 vị khách hàng đầu tiên khi mà gọi về Isaac Shop. Vì thế quý vị hãy nhanh tay sở hữu nhé. Chúng tôi sẽ được nhắc lại là số lượng quà tặng có hạn chỉ dành cho 100 vị khách hàng may mắn đầu tiên mà thôi. Và như vậy tại sao tất cả quý vị không cùng nhanh tay nhắn máy lên và gọi ngay về số tổng đài quen thuộc của chúng tôi đang hiển thị trên màn hình 0839109898, hoặc truy cập lên website isaacshop.net.vn để tìm hiểu các thông tin của sản phẩm, đặt hàng trực tuyến. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi và hoàn toàn miễn phí đến tận tay quý vị. Thưa quý vị, thời tiết nóng nực quả thật là một cực hình đối với các thành viên trong gia đình của chúng ta. Đặc biệt là trong buổi tối thì thời tiết nóng nực như vậy khó mà có thể đi vào bên trong một giấc ngủ sâu để có được một sức khỏe thật tốt. Ngoài ra thì trong gia đình của chúng ta đôi khi thì những mùi thuốc lá nè hoặc là mùi bám bẩn của thực phẩm, điều này sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy rất khó chịu. Và như vậy là trong chương trình ngày hôm nay, một lời khuyên chúng tôi dành cho tất cả quý vị đó chính là nên lưu tâm hơn, bởi vì là với bầu không khí trong lành thì chúng ta mới có được một sức khỏe thật tốt. Một sản phẩm mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến tất cả quý vị để giúp cho tất cả quý vị có một cuộc sống vui tươi hơn, mát mẻ hơn, đó chính là quạt không khí đến từ thương hiệu Goodlight với một mức giá cực kỳ ưu đãi, với mức giá thường chỉ có là 2.390.000 đồng. Trong chương trình đặc biệt này, chúng tôi sẽ giảm giá trực tiếp cho tất cả quý vị 600.000 đồng và giá chỉ còn 1.790.000 đồng. Và chưa dừng lại đó, chúng tôi sẽ tặng ngay cho tất cả quý vị những phần quà vô cùng hấp dẫn, bao gồm đầu tiên đó chính là hai hộp đá khô vô cùng tiện dụng, tất cả quý vị có thể dễ dàng sử dụng để có thể cảm nhận được sự mát mẻ trong những ngày hè nóng bức này. Và tiếp ngay sau đó sẽ được nhận đó chính là một bộ dụng cụ 12 món vô cùng tiện dụng. Hãy cùng nhanh tay nhấc máy lên và gọi ngay về tổng đài của chúng tôi theo số điện thoại quen thuộc 0839109898, hoặc cách thứ hai vô cùng đơn giản có thể truy cập vào website isaacshop.net.vn để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm. Đặt hàng trực tuyến, chúng tôi sẽ giao hàng miễn phí tận nơi dành cho tất cả quý vị. Quạt làm mát không khí Goodlight diệt khuẩn, làm sạch không khí bằng ion âm, lọc bụi bẩn trong không khí, khử mùi khói thuốc lá, mùi thức ăn, nấm mốc, duy trì độ ẩm trong không khí, không làm khô da, không ngưng tụ nước, không gây ẩm mốc. Mức giá đại che giá sốt 2.390.000 đồng, khuyến mại đặc biệt giảm giá trực tiếp 600.000 đồng, giá chỉ còn 1.790.000 đồng, khuyến mại đặc biệt tặng ngay hai hộp đá khô và một bộ dụng cụ 12 món. Mức giá đại quà tặng có hạn, hãy cùng sở hữu sản phẩm tuyệt vời này. Chúng tôi sẽ được giới thiệu tới tất cả quý vị một giải pháp và cũng như là một sự chọn lựa, đó chính là chiếc quạt làm mát đến từ thương hiệu Goodlight. Sẽ tổng hợp tất cả những ưu điểm của những thiết bị làm mát. Đầu tiên đó chính là vấn đề chi phí trong gia đình của chúng ta. Thưa quý vị, với phần công suất rất là nhỏ, chỉ có là 80W mà thôi, và do vậy là trong quá trình mà chúng ta sử dụng là yên tâm, chi phí điện năng sẽ không là vấn đề mà chúng ta quan tâm nữa. Tiết kiệm điện đúng không? Đúng rồi. Đầu tiên là tiết kiệm điện, thứ hai khi mà rất là thích ở sản phẩm này đó chính là làm sạch không khí. Bởi vì trong chiếc quạt này sẽ phun ion âm, cho nên là sẽ giúp cho không khí chúng ta lúc nào cũng trong lành.
anh. Minh Trí sẽ được cụ thể cho tất cả quý vị là trong gia đình của chúng ta thì vẫn thường hay có các mùi như là mùi ẩm mốc nè, mùi thực phẩm, mùi khí ga hoặc là mùi khí thuốc lá. Với những phần không khí đó khi qua lưới lọc bằng gỗ sồi vừa rồi mình Minh Trí đã chia sẻ với tất cả quý vị thì sẽ được giữ lại, khi phần không khí nóng nó đi qua bộ phận làm lạnh thì sẽ cho chúng ta một không khí vừa mát vừa trong lành nữa. Với phần làm mát cuối cùng này thì nó chứng tỏ rằng hơi nóng đi qua thì lại làm lạnh được cái hơi nóng đó. Cuối cùng thì cho ra ngoài, người sử dụng sẽ cảm nhận được một hơi mát và đã được làm sạch nè. Bên cạnh đó lại có một cái ion rất là tốt cho sức khỏe. Như vậy là khi mà chúng ta ở trong phòng cả ngày thì có một chiếc quạt này sẽ làm lọc không khí của chúng ta, và trồng thêm những cái chậu cây xanh nữa thì như vậy là thôi chúng ta giống như là tận hưởng những không khí ở ngoài thiên nhiên vậy. Minh Trí và Kim Hoàng đang chuẩn bị trên tay đó chính là phần dĩa với một lượng lớn bột bắp tượng trưng cho phần khói bụi trong môi trường của chúng ta. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với thí nghiệm với hai chiếc quạt. Đi qua quạt thóc thì toàn bộ những cái lượng bụi bẩn nó vẫn tiếp tục phà ra, như vậy là người sử dụng thì vẫn có khả năng là hít phải những cái khói bụi này. Thôi thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng thách thức chiếc quạt Good Fly. Như các bạn có thể quan sát thấy không ạ? Phần bột bắp sẽ được giữ lại ở phần lưới lọc bằng gỗ sồi, và do vậy là vấn đề sức khỏe sẽ là một trong những vấn đề mà chúng ta sẽ hoàn toàn yên tâm khi sở hữu sản phẩm ngày hôm nay. Quạt làm mát không khí Good Fly diệt khuẩn, làm sạch không khí bằng ion âm, lọc bụi bẩn trong không khí, khử mùi khói thuốc lá, mùi thức ăn, nấm mốc, duy trì độ ẩm trong không khí, không làm khô da, không ngưng tụ nước, không gây ẩm mốc. Mức giá đại che giá sốc 2.390.000 đồng, khuyến mại đặc biệt giảm giá trực tiếp 600.000 đồng giá trị còn 1.790.000 đồng, khuyến mại đặc biệt tặng ngày 2 hộp đá khô và 1 bộ dụng cụ 12 món. Mức giá ưu đãi cơ tặng có hạn, hãy cùng sở hữu sản phẩm tuyệt vời này. Quý vị thân mến, và ngày hôm nay với những tính năng, những đặc điểm nổi bật mà Kim Hằng và Minh Trí vừa giới thiệu đến quý vị về sản phẩm làm lạnh quạt đến từ thương hiệu Good Life, thì quý vị đã cảm thấy tự tin hơn cũng như là an tâm hơn để đem về một thiết bị để giúp gia đình mình mát mẻ hơn trong mùa hè này rồi, đúng không nào? Với chế độ đó chính là cân bằng độ ẩm, bằng cách đó chính là phun ra phần hơi lạnh sẽ giúp cho tất cả quý vị có thể là dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ trong môi trường của chúng ta bằng cách là giảm nhiệt độ xuống là khoảng 7 độ C so với nhiệt độ môi trường bên ngoài. Bộ phận lọc không khí giúp cho là không khí trong gia đình của chúng ta sẽ liên tục tuần hoàn, và đặc biệt chính là giữ lại những mùi hôi và cũng như là độ ẩm mốc trong gia đình của chúng ta có được một môi trường không khí trong lành, và điều đó sẽ đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Và tiếp đến là khi mà thấy chiếc quạt của chúng ta rất là an toàn khi sử dụng, với những cái phần lồng quạt cũng được làm bằng chất liệu nhựa cao cấp, cho nên khi mà chúng ta có lỡ mà bỏ tay vào như thế này thì quạt sẽ tự động đổi chiều, và bên cạnh đó thì chiếc quạt của chúng ta còn phun ra một lượng ion sẽ giúp cho làm sạch không khí nè, làm lọc không khí của chúng ta, giảm đi mùi hôi trong phòng, thì như vậy chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn rất là nhiều. Và cuối cùng, với một mức giá cực kỳ ưu đãi mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến tất cả quý vị 2.390.000 đồng, giảm ngay 600.000 đồng và giá chỉ còn 1.790.000 đồng. Và chưa dừng lại đó, chúng tôi sẽ tặng ngay cho tất cả quý vị những phần quà vô cùng hấp dẫn, bao gồm đầu tiên đó chính là bộ đồ nghề 12 món, khi mà tin chắc là các quý ông sẽ rất là thích, bởi vì nó có một cái sự gọn nhẹ, có một chiếc hộp luôn, chỉ cần đóng vào xách đi thôi hoặc là để trong một góc nhỏ của gia đình. Và tiếp theo đó chính là 2 hộp đá gel làm lạnh, chúng ta có thể bỏ vào bên khay sau của chiếc quạt để giúp cho không khí trở nên mát mẻ hơn. Vì thế quý vị hãy là một trong 100 vị khách hàng đầu tiên gọi điện thoại để đặt hàng sản phẩm ngày hôm nay nha. Thưa quý vị, mình xin được nhắc lại số điện thoại quen thuộc đang hiển thị trên màn hình 0839109898, hoặc cách đơn giản hơn là tất cả quý vị hãy cùng nhanh tay truy cập vào website ajustshop.net.vn để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, đơn hàng trực tuyến và cũng như được chúng tôi giao hàng miễn phí tận nơi trên toàn quốc. Và nói đến đây thôi thì thời lượng của sản phẩm ngày hôm nay cũng đã hết. Kim Hằng và Minh Trí cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chúc quý vị sẽ có những phút giây thật là thoải mái, mát mẻ cùng với sản phẩm này trong một mùa hè nóng bức cũng như là quanh năm quý vị nha. Và bây giờ Minh Trí và Kim Hằng xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.